Em nhân chào cô chú anh chị, kính chúc cô chú anh chị mình cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Đây là Corolla Cross phiên bản Hybrid. Thì bữa em có quay video giới thiệu là trong tháng 11 này em nhân có một số xe Hybrid thì lô đó đã về nha anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị mình coi để anh chị mình có thể coi từ xa. Chúng ta coi màu, coi nội thất, coi trang bị trên xe. Nếu được thì liên hệ với em nhân, chúng ta chốt sơ bộ các anh chị mình tới đây là hợp đồng giao xe cho anh chị mình thôi. Đây là Corolla Cross phiên bản Hybrid nha anh chị nha. Màu trắng và nội thất đen. Thì trong tháng 11 này em nhân sẽ có màu trắng nội thất đen, màu trắng nội thất đỏ và màu đen nội thất đen nha anh chị. Đó, có hai màu. Thì anh chị mình nếu mà đúng sở thích, đúng nhu cầu của cô chú anh chị mình thì ủng hộ em nhân nha anh chị nha. Chiếc đầu tiên về trong tháng là chiếc nội thất màu đen nha, còn nội thất màu đỏ thì một hai hôm nữa về. Em sẽ cập nhật liên tục cái tình hình cho cô chú anh chị mình coi. Rõ ràng phiên bản Hybrid nó sẽ có ký hiệu này anh chị nha. Đó, HEV. Cái logo chỗ này nè anh chị. Đây là cái nhận diện thương hiệu mới của Toyota. Họ mong muốn là với chủ đề là Beyond Zero, mọi thứ trở về con số 0 hết. Nếu mà cô chú anh chị mình có tham gia cái Motor Show 2024 thì cũng thấy cái logo này, cái biểu tượng này được trang trí đặc biệt tại gian hàng của Toyota anh chị ha. Còn ở phiên bản cũ hồi trước để chữ Hybrid, còn bây giờ là đa số xe Hybrid của Toyota là chuyển qua cái HEV và cái logo này anh chị nha. Em giải thích, tại vì hồi bữa có một anh cũng hỏi em nhân tại sao cái xe đời sau này, Hybrid sau này lại không có chữ Hybrid mà có chữ này, nó có khác biệt về chất lượng hay là như thế nào hay không. Đó, xin thông tin thêm với cô chú anh chị mình nha. Còn trong đây là nội thất nha anh chị nha, nội thất màu đen. Thì Corolla Cross phiên bản mới này sẽ có hai màu nội thất chống cũ luôn, nhưng mà cái màu nội thất đỏ em nhân cảm nhận là nó hơi tươi quá, hơi đỏ quá. Đó thì tùy cô chú anh chị mình lựa nha. Nội thất đen em nhân cũng có và nội thất đỏ cũng có luôn ở phiên bản Hybrid này nha anh chị. Mấy bữa nay thì cũng đang lùm xùm một cái sự việc là một khách hàng họ mua xe mới, nhưng mà họ khi mà nhận xe thì họ nói là xe không phải mới. Tức là tất nhiên là không phải trường hợp của Toyota nha anh chị. Ở một hãng khác thì thôi em không muốn tiện nói hãng ra. Đó, những cái siêu hay là những cái màn hình như này thường là nó có cái tấm bọc lại á. Thì cái này thì cũng nhiều lý do anh chị. Ví dụ như trong lúc anh em dọn vệ sinh thì khi nó thấy nhăn quá mấy anh em nó lúng lộn qua luôn. Đó thì cái này thì nếu mà anh chị mình kiểu như mà mình có một cái mong muốn là mình bóc tem bóc siêu á, thì có thể lúc mình chốt hợp đồng hay gì đó mình cũng dặn dặn với anh em. Với lại khi mà mình đi coi xe á, mình lựa xe thì cứ tới đây mình coi, dù mình dặn dặn anh em là muốn cái cảm giác bóc siêu thì để giống như cái này đó, nó còn anh chị ha. Nhưng màn hình này thì em nhân thấy không có, nhưng mà rõ ràng là mới mà anh chị, mới mà, chứ xe mình làm ăn mua bán mà rõ ràng xe mới là xe mới, còn xe qua sử dụng là xe qua sử dụng, không có vụ mà lấn cấn đây lấy xe cũ mà nói là xe mới thì đâu có được anh chị ha. Và em nhân nghĩ là các hãng thì họ cũng không có làm chuyện đó đâu. Đó rồi, cũng liên quan tới câu chuyện đó thì cũng xin chia sẻ một tí xíu là cái việc đăng ký xe. Thì em nhân cũng nói rất là rõ với khách hàng của em nhân khi mà chốt xe là mình đi là mình chạy bộ hay là mình đi xe chuyên dùng. Đó, ví dụ như đây xe chuyên dụng bên em nhân có nha, chứ không phải không có, nhưng mà ví dụ anh chị mình muốn đi á, là phải phát sinh thêm chi phí. Còn ví dụ lúc mà em nhân thương thảo với giá với cô chú anh chị mình báo giá, ví dụ lăn bánh Hồ Chí Minh, lăn bánh ở Đồng Nai, Long An, đó thì phí dịch vụ đăng ký là bao nhiêu, ví dụ 3 triệu, 2 triệu rưỡi gì đó, thì cái đó là phí chạy bộ nha, chưa bao gồm phí cổng. Còn ví dụ như phí cổng á, là mình phải thương thảo trong quá trình mình chốt hợp đồng. Ví dụ xe này bên em nhân giảm 15 triệu thay vì tặng phim cách nhiệt rồi trải sàn đó, thì anh chị mình không muốn thêm xe chuyên dụng thì thêm phải vài triệu, hoặc là chúng ta không lấy phim cách nhiệt, chúng ta đổi qua lấy xe chuyên dụng. Đó thì quá trình mình thương thảo với nhau, mình thương lượng với nhau thì mình sẽ nói rõ để chốt. Còn đa số là chạy bộ nha anh chị nha. Đó, mình không phải nói mặc định nhưng mà mình cũng phải nói rõ, nhiều khi anh chị mình mong muốn và mình cứ nghĩ ninh là như vậy, và tới khi làm mà bỡ ngỡ ra thì nó lại phiền đôi bên. Đó, cũng nói rõ anh chị nha. Thì giá em này là 913 triệu của chú anh chị, màu trắng ngọc trai, còn màu thường là 905 triệu. Bên em nhân đang giảm là 15 triệu cho dòng này. 15 triệu và tặng thêm phim cách nhiệt, trải sàn, camera hành trình. Ở vị trí lăn bánh ở Hồ Chí Minh là 1 tỷ 014 triệu anh chị. 1 tỷ 014, còn ở tỉnh nó sẽ thấp hơn nha anh chị nha. Ở tỉnh thì cái phí biển số nó chỉ có 1 triệu tới 200 ngàn thôi, còn ở Hồ Chí Minh là phí 20 triệu. Đó thì cũng có nhiều câu hỏi liên quan tới cái việc biển số này. Thì anh chị mình nói hiện tại là mình có bấm theo tạm trú được hay không? Thì là có nha, quy định mới là có anh chị. Miễn sao cái tạm trú của chú anh chị mình được cập nhật ở trên cái mức định danh đó, nó có thể hiện trong cái thông tin cư trú này kia đồ đó, thì mình dựa vào đó hết nha. Thì hiện nay do là mình đang chuyển đổi quản lý theo kiểu là chuyển đổi số anh chị, cho nên là cái địa chỉ nhiều khi nó cũng sai sót, hoặc cập nhật lại cái địa chỉ á, thì anh chị mình tốt nhất mình mua xe á, mình phải có mức định danh mức 2.
đó, và cái thông tin cư trú mình trên đó là chính xác nhất nha anh chị. Nhiều lúc là cái thông tin trên cái căn cước công dân của mình á, nó cũng chưa đúng đâu, mình phải vào cái thông tin cư trú là chính xác nhất anh chị ha. Đó thì thôi, những cái trường hợp đó thì khi mà cô chú anh chị mua xe thì em Nhân sẽ chia sẻ kỹ cho anh chị mình để tránh sai sót sau này. Corolla Cross Hybrid nha anh chị. Thì nhiều anh chị mình cũng rất là lo lắng về cái vụ hybrid này, cũng câu chuyện muôn thở rồi. Hybrid bảo hành 5 năm cho xe này và cục pin là 7 năm anh chị. Thì sẵn đây em cũng nhắc lại câu chuyện cũ một tí xíu. Hồi bữa em có nhầm một tí xíu là Innova Cross, em Nhân nói là cái pin nằm ở hàng ghế thứ ba, thì em xin lỗi thật sự. Thì bữa đó xong á, em coi lại video em nói chết bà rồi, nói bậy rồi. Cũng rất may mắn là có một anh cũng nhận ra cái đó và comment, thì em Nhân cũng nói chung là mình sai thì mình nhận thôi. Nó thật sự thì không không phải nha. Còn Corolla Cross là nó nằm dưới ghế nè anh chị. Nó một cái khoảng này thôi anh chị ha. Nó không có to đâu, nó nằm trong lọt lòng trong cái phần ghế này. Và nằm trên trên cái gầm nha, chứ không phải nằm tiếp xúc với mặt đường nha anh chị. Đó, thì bảo hành 7 năm, 150.000 cây. Anh chị nào thích thì chúng ta trải nghiệm với công nghệ hybrid mới, còn không thích, chưa đủ gọi là tự tin, chưa an tâm, hay là mức tài chính mình còn hạn chế một tí xíu thì mình lựa em này. Đây, phiên bản 1.8V của chú anh chị. Đó. Thì màu trắng nội thất đen thì tháng này em cũng có luôn nha. Màu nội thất đỏ thì em không chưa có. Và em có thêm màu xám xanh và màu xám xi măng. Màu đỏ nữa anh chị, màu đỏ nội thất đen hết nha, tất cả nội thất đen. Do là cái đợt này cái màu nội thất đỏ nó hơi hơi nổi quá, cho nên bên em Nhân cũng ít đặt cái màu đỏ, chủ yếu là đặt cái màu nội thất đen thôi anh chị. Và lăn bánh năm nay Hồ Chí Minh là 882 triệu với màu thường, còn màu trắng ngọc trai thì thêm 8 triệu nha anh chị nha. Ở tỉnh nó sẽ thấp hơn. Em này thì được khuyến mãi 50% thuế trước bạ, thì tương đương 41 triệu từ thẳng vào giá, tặng thêm phim cách nhiệt chải sàn, camera hành trình đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình. Này là xe nhập Thái nha anh chị nha. Xe nhập Thái Fortuner lắp ráp Việt Nam mình. Còn dòng hybrid của Innova Cross thì tháng 12 em có xe giao anh chị. Anh chị cô chú mình nếu mà chúng ta đặt thì liên hệ em Nhân nha. Bây giờ qua tháng 11 rồi, đặt tầm khoảng giữa tháng 12 xe nó về. Em Nhân có màu bạc, màu trắng, màu đồng. Màu đồng bán rồi anh chị, xin lỗi. Màu bạc nè, màu trắng nè, màu xanh đen nè, rồi màu đen anh chị nha. Duy nhất không có màu đồng thôi. Đó, cái này là màu bạc nè anh chị. Anh chị thích không? Anh thích thì liên hệ em Nhân đặt chiếc anh chị. Innova Cross phiên bản hybrid nha anh chị nha. Những cái xe nhập thôi. Như tháng này tháng 11, tháng cuối của áp dụng thuế trước bạ dành xe lắp ráp anh chị nha. Thì thôi em Nhân cũng nói nhiều rồi, thì hy vọng cô chú anh chị mình sẽ nắm bắt được cơ hội này, mình đủ cái tài chính để mình sở hữu luôn trong đợt này. Còn nếu chưa thì em Nhân nghĩ thì thôi từ từ mình qua năm mình mua luôn anh chị nha. Một là mua tháng 11, hai là qua năm luôn. Cái quan điểm của em Nhân là gì? Đó anh chị cô chú mình coi thích chiếc nào mình lựa anh chị ha. Còn quá trời xe luôn, tại vì bữa nay là có một yêu cầu á, là có một chú khách hàng là kêu Nhân quay riêng cái dòng Corolla Cross Hybrid cho chú coi thôi, tức là coi từ xa. Nếu được thì sẽ chốt, thì thôi ưu tiên bữa nay quay chiếc này thôi, còn những dòng xe khác thì sẽ có những video khác để cho anh chị mình cập nhật nha. Có màu trắng, màu đen, còn cái màu xám xi măng này thì hết anh chị. Này có khách lấy rồi, anh chị mình thích màu này không ạ? Đánh giá như nào màu này anh chị mình cho em Nhân ý kiến nha. Tại vì cái Camry á, sắp tới nó sẽ có cái màu này. Em Nhân chưa hình dung được cái Camry mà nó mang cái màu này thì nó sẽ như thế nào. Anh chị mình có tưởng tượng ra như thế nào. Em thấy nó xe thà như Corolla Cross em thấy nó cũng được, mà sao Camry em chưa hình dung ra nó như thế nào anh chị. Cái màu này anh chị mình thấy nó đẹp hay là nó xấu? Riêng em Nhân thì thấy nó phải nó đậm hơn tí xíu đẹp anh chị ha. Nó hơi sáng quá. Thì thôi, cái đó là quan điểm nha. Anh chị cô chú mình cùng vào comment cho em Nhân ý kiến về chiếc này nha. Cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.